Rồi, chào các bạn đang xem kênh YouTube của Thương Khoai Lang. Đây là con ốc gạo, hay còn gọi là con ốc ruốc, hay là ốc lễ này ở Bãi Ngang, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Đây là cái Bãi Ngang khu du lịch Thiên Đàng. Thương Khoai Lang sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nghề mà vào dịp Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 bà con mình đang đi cào. Thương Quang Lan sẽ ra ngoài nước luôn để xem thử là những người người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang mưu sinh như thế nào. Đó, vác một cái cào và ra ngoài nước, nước ở tới tới cổ luôn, tới ngực á, để mà cào những con ốc bán cho bà con mình lễ ốc. Thương Quang Lan sẽ zoom vô. Dùm vô đây, chúng ta thấy là đây là những người dân đang cào ốc, ốc gạo đó các bạn. Đó, và xa xa là những chiếc tàu thủy ở khu kinh tế Dung Quất. Đây là cảng Dung Quất này, núi 500 này. Đây là Hòa Phát này, đây là Dusan Vina này. Đó, biển sáng nay rất là êm, không có gió. Và người dân đang cào ốc gạo để mà bán đó, và một người cũng đang vác cái cào ra để đi cào ốc. Trong bờ thì những người vợ đang chờ để mà những người chồng mang ốc gạo vô. Ở quê Bình Thạnh, Bình Sơn thì gọi là ốc gạo, còn một số vùng thì gọi là ốc ruốc, ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì gọi là ốc lễ. Nói chung có là tên nào nó cũng hay, nó cũng gắn với bà con mình đó. Đâu đâu ốc to đâu, cho em xem thử, lấy con ốc lên em xem thử ốc to cỡ nào, ốc ốc này ngon hơn các loại ốc khác không? À đó, đây đặc biệt đó, trời ơi ốc con này to thiệt luôn á đó, ốc to thiệt đó, chưa một bao ốc là bán được mấy trăm, bán được ba trăm, một không ba trăm. Bữa nay mùng ba Tết có lọc biển, lọc biển tôi quay lên TV chưa chưa đó. Hôm qua đông hả? Mùa sau này ít người ha, không mà cũng nhiều hết chứ. À chập nữa thì các anh sẽ vô, chúng ta sẽ xem cách người ta. À có một người vô rồi, có một người vô. Bây giờ Thương Khoai Lang sẽ đi ra ngoài để tiếp cận anh này để xem ảnh cào được bao nhiêu ốc. Ở quê Bình Thạnh giải thích là vì sao gọi là ốc gạo, tại vì ốc gạo là cào con ốc lên bán rồi mua gạo. Còn ở những vùng mà biển tiếp giáp với sông á thì gọi là ốc ruốc, tại vì để phân biệt với con ở sông á thì có một loại ốc gạo sông nó khác với lại ốc này, cho nên người ta gọi là ốc ruốc. Biển Dung Quất buổi sáng mặt trời mọc lên đẹp chưa các bạn? Đó, mặt trời ngay chỗ nhà máy đóng tàu luôn. Đó, vô trời ơi, 1/3 cái cào luôn. Đây, người nông dân đang cào ốc gạo vô đây các bạn. Đó, nguyên một cái cào luôn. Đây là cái dụng cụ bắt con ốc để mà về luộc cho chúng ta lễ đây. Đó, chúng ta xem người nông dân của mình, những người ở quê mình đang đi cào ốc. Đó, vô. Lên TV luôn, lên TV luôn, lên kênh YouTube của Thương Hoa Lan luôn. Rồi. Đó. Đó, thằng. Mọi người xem, bây giờ là sẽ đổ ốc ra này. Đó. Đó. Dữ dội chưa? Còn một cầu nhưng mà hơn một thùng luôn. Vừa vặn luôn. Rồi, ốc đẹp không? Sổ cái ốc lên xem thử. Trời ơi, đã chưa? Ốc quá đẹp luôn.
Rồi quảng cáo ốc ở Bình Thạnh tí cho mọi người ăn cho nó đỡ luôn. Đó, đổ vô bao. Là đổ vô. Ấn vừa xem lực sĩ phụ nữ này phát một bao một cái. Đó, trời ơi đã chưa, lọc biển đó các bà con. Đây là lọc biển đầu năm. Đây lấy về vài lon nó luộc. Rồi tiếp tục. Đó, vô vô. Vô vô. Rồi trúng bánh rồi, trúng bánh rồi. Trúng bánh rồi bà con ơi. Ồ. Rồi cứ một thùng vậy thì mấy người đi mua là người ta mua bao nhiêu không biết. Bột ra, bột ra. Bột ra, bột ra. Có bột. Có tiền liền à, biển có tiền. Chu cho ảo nó trời nó lạnh vậy mà ảo nước nó ấm không đi lạnh. Lạnh lắm chứ. Lạnh lắm hả? Lạnh nhưng mà có tiền là vui rồi. Có tiền là vui rồi. Đó tiếp tục. Đổ tiếp, đổ tiếp. Đó, cứ hát một lượt thì vô. Rồi đi ra liên tục vậy các bạn. Đó, ấn chưa? Tiếp tục. Đi không nổi luôn các bạn. Đó, một anh này ảnh còn mà ảnh vô không nổi luôn. Đó, rồi thùng nào đếm vô. Ồ. Đó. Không. Ồ, đã chưa? Trời, cứ một cầu về 300, 300. 300 một thùng, 300 một thùng. 300 một thùng, 3 thùng là 900. Đó, cầu 3 lượt là kiếm 1 triệu bạc khỏe tưng. Khỏe tưng hả? Đó. Một ngày 2 triệu khỏe tưng. Đó, ốc. Ốc gạo xung quanh bãi biển Bể Ngang. Rất là hấp dẫn như các bà con. Đây là quê của Thương Khoai Lang nha các bạn. Đó. Cứ một thùng như vậy là 300.000, một thùng là 300.000. Lọc biển đầu năm. Đó, Thương Khoai Lang vừa quay ốc gạo, ốc ruốc mà vừa quay lưng biển Dung Quốc. Mặt trời đang lên đẹp chưa? Đó, bình minh biển Dung Quốc ngày đầu năm. Ngoài kia thì những người cha, người anh đang cào ốc. Còn trong bờ thì những người vợ rất là phấn khởi với cái quà của biển. Đó. Đây là cái dụng cụ cào ốc đây các bạn nè. Nó có một chiếc cào và có một cái lưỡi. Đây là cái lưỡi để mà cào ốc. Kéo nó dưới đất thì còn những con ốc nó sẽ vô. Cát nó sẽ lột qua cái này và nó giữ lại con ốc. Ở đây thì một thùng 300.000, khi mà mang về nhà thì sẽ luộc và bán với giá hiện nay là 15.000 một lon ốc. Đó. Được được mấy mấy thùng rồi? Từ sáng giờ được mấy thùng rồi? Hai thùng rồi. Hai thùng. Hai thùng 600, cố gắng kiếm 1 triệu đô về. Cố gắng kiếm 1 triệu đô về. Nay có thùng rồi hả? Hả? Ồ, một bao này là 3 thùng không? Một bao này là 3 thùng là 1 triệu rồi, gần 1 triệu này. 900 rồi đó. Cái bao này là 900.000. Ốc này bán ở đâu hê? Giờ bán ở cho mấy người mà họ chở vô đó kia họ bỏ mối đâu á. À bỏ mối hả? Đó. Thấy không? Túng đâu? Rồi, một thanh niên đang vắt ốc vô. Rất là vui các bạn. Đây là cái nghề mà nó không có thường xuyên ở bãi ngang ven biển. Nó chỉ đến cái mùa gần Tết thôi.
Và chúng ta thấy những người người dân chịu tạnh và chịu cực một chút là có tiền tiêu tết. Cảm ơn mọi người đã xem cái kênh YouTube của Thương Khoai Lang và xem cái nghề nhân giả, cái nghề gần gũi của bà con mình. Hãy ủng hộ đăng ký kênh cho Thương Khoai Lang nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video này nó dài rồi thì Thương xin phép là kết thúc cái video với cái hình ảnh đổ ốc này. Rồi Thương Khoai Lang tiếp tục kể câu chuyện về cào ốc gạo cho các bạn xem nha.